mời hai anh chị mở mặt nạ ra. Bây giờ thì Tường mời hai anh chị sẽ giới thiệu lớn ha, rõ ràng để cho người bên cạnh có thể nghe được những thông tin của mình. Dạ, mời anh ạ. Dạ, chào chị Cát Tường. Em là Đinh Xuân Hùng. Hiện nay là ở cư trú tại số nhà 74 đường Hùng Vương, Di Linh, dạ, Lâm Đồng. Vâng. Dạ. Anh Hùng đang làm công việc gì ạ? Dạ, anh này em học về bên Đông Y. Là bây giờ mình có phòng mạch hay là mình đi làm ở đâu anh ạ? Dạ, làm trực tiếp ở nhà luôn ạ. Dạ, cũng được hơn chục năm này. Hơn chục năm. Đông Y là mình chuyên về cái gì anh? Về cái bên cột sống hoặc thoát vị hay là gọi là thái hóa gai hay là ép cái chuỗi thần kinh tọa. Chà, cái này là đúng bệnh Cát Tường luôn nè, thói quá cột sống cổ 3 và 5 mà mười mấy năm nay rồi đó anh. Chắc phải xin anh vài bài thuốc quá. Dạ, cho hỏi là anh Hùng là năm nay là anh bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, em 52 tuổi. Rồi, sẽ mời chị gái bên này. Dạ, em chào MC chị Cát Tường, chào anh bên kia. Em tên là Huỳnh Thị Lệ Hoa, 37 tuổi. Hiện tại em làm kế toán ở Bình Dương. Quê em là ở Bình Định. Dạ, từ đó lên Di Linh cũng hơi xa đúng không anh? Khoảng bao nhiêu cây số anh? Hơn 200 cây. Wow, dữ vậy hả? Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Ưu điểm của em là em nấu ăn ngon, sắp xếp việc nhà nói chung là gọn, hoạt bát, hòa đồng. Nhược điểm thì nói chung đôi khi thẳng tính. Bạn bè nếu mà hiểu thì dễ thân, nhưng mà không hiểu thì cũng dễ mất lòng. Thế còn anh? Anh nghĩ mình có những ưu điểm, những khuyết điểm gì? Em hay tìm hiểu về những bài thuốc ở Đông Y, cũng quan hệ bạn bè cũng vui vẻ. Còn cái điểm yếu thì em nấu ăn thì nói chung là nó cũng không được ngon lắm. Còn tất cả cái mọi việc thì cũng làm được nhưng mà nó cũng không được nhanh nhẹn lắm mà. Trong cái công việc của anh là anh nhanh nhẹn là được rồi. Về tình trường thì anh có thể nói rõ hơn cho bạn gái bên đây nghe về. Dạ, trước thì có lập gia đình thì được sinh được một cháu thì 16 tháng là mẹ cháu mất. Cũng lúc cái điều kiện nó cũng khó khăn thì cũng cứ thủi thủi làm nuôi cháu, thì đến cháu nó học hết cấp 3, cháu đi lập gia đình. Là hiện giờ anh sống một mình? Thế bây giờ là có một mình. Dạ. Cũng có sau khi cháu nó lớn lớn thì cũng có một đôi hai người, nhưng mà cũng cái cảnh gãy gánh nhưng mà thấy nó không phù hợp. Bố mẹ anh em mới bảo bây giờ là như thế này ở này không được. Bây giờ thì em thì cũng nhà cửa thì cũng có cái nhà cấp 4 cũng bình thường, cũng gọi là được rồi. Rồi vậy thì cũng tốt rồi. Thế còn tình trường của mình thì sao ha em gái? Tính tới thời điểm hiện tại thì em đã trải qua 3 mối tình, chung thì cũng không có cái mối tình nào dài hết. Khoảng 1 năm hơn là kết thúc rồi chị. Lý do tại sao mình lại chia tay? Có cái mối tình đầu là do là lúc đó em mới ra trường. Người đó giống như là muốn cưới á, cho nên em cảm thấy mình chưa có gì hết, cho nên mình không muốn. Rồi. Còn hai mối tình sau thì em nói chung trong quá trình tìm hiểu em thấy không có hợp, do là người ta gia trưởng quá chị, giống như là không có phụ giúp đó chị. Nói là phải nghe đó. Không biết thì anh có tính này không ha anh? Dạ không, em thì em là anh là gốc người Bắc đúng không? Dạ em là đặc người Bắc ấy, là không như vậy. Anh có phụ giúp vợ làm việc nhà không? Dạ em làm được. Dạ, em muốn là người bạn thì gọi là từ cái ăn mặc hay là từ cái đoàng hoàng. Em có ngại khi mà lấy một người chồng đã một lần gãy đổ rồi có con riêng rồi không? Cũng hơi ngại một xíu. Em thì giống như là mình chưa có trải qua cho nên cũng sợ chị, sợ mình không có đảm đương tốt. Ở đó anh 52 tuổi là còn rất trẻ, không có lớn hơn em bao nhiêu hết. Thật ra cái tuổi đó cũng không phải là lớn. Cái hai con ảnh thì bây giờ cũng đã lập gia đình ở xa rồi. Ảnh coi như cũng một mình là coi như là cũng độc thân thôi. Dạ. Chỉ có điều thì có thể là trong cái cuộc sống anh đã trải qua nhiều cái giai đoạn thăng trầm khó khăn nhiều hơn mình thôi. Dạ. Chứ chị nghĩ là nó cũng rất là phù hợp. Anh có khó tính không? Dạ em không có khó tính đâu. Có kỹ tính không? Dạ không, em bình thường nè. Tại vì nãy anh có nói là anh thích, anh muốn là bạn vợ anh là ăn mặc độ đàng hoàng, thì theo anh như thế nào là đàng hoàng? Cho nó được đẹp đẽ một chút, bất kể làm cái công việc gì thì nhẹ nhàng lịch sự đúng không? Vâng. Dạ thôi em cũng hiểu ý anh rồi. Rồi đây em nhìn đi, ảnh ở trong đó đó. Đây có cô gái đó trong đó, anh cứ lựa chọn xem coi cái cảm nhận của mình hôm nay có đúng không. Này chị, lý do sao em chọn anh đó? Cảm giác của em. Cảm giác. Dạ. Thì thật sự cũng có hai anh thôi đúng không? Anh này thì trẻ quá đúng không? 2, 4, 5 cô rồi ạ. Cô nào đây? Em có thể cho anh một cái gợi ý đi em, chứ 5 cô đúng là giống nhau khó thiệt luôn á. Hình ngồi hết chị? Hình ngồi 5 cô. Tóc dài chị? Rồi ai cũng tóc dài hết, anh lựa đi anh, tóc dài. Về là đây ạ chị. Rồi anh cứ giữ nguyên vậy nha, cặp này tôi thấy được là tôi gả luôn á. Rồi bây giờ thì mở cửa trái tim ra. Khoan, em có mấy câu hỏi á. Rồi nhờ em hỏi chị, đi. Nhờ chị hả? Rồi
cổ trước khi muốn nhìn thấy mặt anh thì cổ muốn nhờ Cát Tường hỏi anh mấy câu hỏi. Trời ơi, cái gì dài dữ vậy? À, cái này là cổ vừa đặt câu hỏi mà cổ đã trả lời luôn rồi. Bây giờ em hỏi anh trả lời nhanh thử coi có trùng khớp cái gì với cổ hay không. Anh nghe nha. Câu đầu tiên, bạn mô tả cô gái hoàn hảo bằng 4 từ nào? À, khó quá. Tự nhiên đột xuất quá, nhưng thi trắc nghiệm. Em thấy khó quá. Cổ ghi rằng là lắng nghe và thấu hiểu. Theo anh, bản chất tốt nhất của anh là gì? Thì em nghĩ đạo đức thôi. Cổ ghi là biết lắng nghe, tôn trọng và chung thủy. Yeah. Tốt nhất mà ghi dài quá à. Tốt nhất là một cái thôi cô. Anh thích nghỉ cuối tuần làm gì? Có thời gian nghỉ ngơi thì anh thích làm gì? Dạ, em thích là cùng gia đình đi. Trùng khớp. Bên đây là sum họp gia đình. Anh là cùng với gia đình đi chơi đúng không? Vâng. Dạ. Quan niệm của anh về sống thử trước hôn nhân? Khó em. Có gì đâu khó, anh nghĩa là anh thích, anh không thích, đồng ý hay không đồng ý thôi. Dạ, thì em cho đồng ý đấy. Đồng ý, bên này không đồng ý. Bạn thích vợ đi làm hay ở nhà chăm con hơn? Nếu mà có con thì theo em lại muốn là để ở nhà vợ chăm con. Cổ ghi mình thích đi làm. Anh thích bạn gái, vợ ăn mặc như thế nào? Em thích anh mặc à, vậy là cho nó gọn gàng. Gọn gàng, bên đây ghi là không quá hở hang. Vâng. Bạn sẽ làm gì nếu ba mẹ hoặc người thân không thích bạn gái của bạn? Cái đó thì em phải biết phân tích và bảo vệ, mà gọi là bảo vệ cho bạn gái và phân trùng, tích. Trùng khớp, thuyết phục và đưa ra ưu điểm của người yêu ha, cũng nhằm bảo vệ người yêu. Bạn còn giữ tình bạn với người yêu cũ không? Dạ không có hả? Không có người yêu cũ đâu mà giữ. Ta có người vợ mà mất mười mấy năm rồi nên là không có. Bên đây bạn gái ghi là không nên vì nó ảnh hưởng đến hiện tại. Rồi câu hỏi cuối cùng, khi hai vợ chồng cãi nhau đến căng thẳng thì anh sẽ làm gì? Chắc chắn là em sẽ bỏ đi. Cũng em khá, bỏ ra ngoài. Khá trùng khớp, im lặng và bỏ đi ra ngoài. Bạn tự chấm điểm đi ha, không biết là được trúng bao nhiêu ý trong cái bài test của bạn. Cũng là một cái rất là hay, chúng ta có thể hiểu được nhau hơn một tí. Tại vì ít phút của chương trình thì khó hiểu nhau được hết lắm. Bây giờ thì chúng ta hãy nhìn vào tấm hình lúc nãy và chúng ta xem phần dự đoán của chúng ta, cảm nhận của chúng ta về người đối diện có đúng hay không nha. Mời hai anh chị. Dạ. Sao ạ? Em gái thì chắc chắn là đúng rồi ha. Chỉ có hai sự lựa chọn, quá dễ rồi. Thế còn anh thấy mình chọn đúng không? Dạ, em thấy đúng. Hay, ảnh hay. Năm người, ảnh chỉ vô nghe em là chị thấy hay. Trong khi em rất đặc biệt là em có mình em đang mắc kiến nè. Mà năm người chị thấy cũng sàng sàng nhau mà ảnh chọn đúng em. Đó là cũng một cái giác quan rất là hay. Mà sao anh chọn tấm hình đó? Sao anh chọn cô đó? Thì em cũng gợi ý cho em một chút là thứ nhất là tóc dài. Thì ai cũng tóc dài mà. Vâng, thứ hai nữa là em nhìn thấy ngồi ở cái tư cách này thì em cũng cứ gọi là cảm nhận. Cảm nhận theo cũng cái ý thích của mình ha. May lại đúng thôi chứ. Anh. Dạ. Rồi, thôi được rồi, bỏ hình lên anh rờ hồi nát mặt cổ luôn nè. Rồi cái này sao anh? Dạ. Rồi anh rầu rụt rè mắc cỡ thì giống như trai mới lớn vậy đó. Xin lỗi. Dạ, cảm ơn em. Dạ, một người đàn ông rất điềm đạm. Có vẻ cũng hơi rụt rè nha, chứ không phải là có vợ con rồi là có kinh nghiệm đâu. Hơi nhút nhát rụt rè đó. Cảm nhận đầu tiên của anh khi mà mở cái cửa trái tim này ra thì anh có cảm nhận như thế nào? Theo em cảm nhận thì em thấy là rất là tốt. Rất là tốt. Và rất là mến. Và hai nữa là có cái cảm nhận là em thấy là tốt rồi. Em thấy là tốt. Tốt là như thế nào anh? Thì anh thấy em là, tức là thấy nó dễ mến. Cử chỉ thì tươi cười đó thì anh thấy là được. Dạ, cảm ơn anh. Thế em có cảm xúc gì không khi mà cánh cửa trái tim này mới mở ra? Em thấy ảnh hiền, điềm đạm. Đẹp hơn trong hình, đúng không? Có lẽ vậy. À, đó cái câu cần chủ chốt, không khen người ta một câu. Anh hơi nhút nhát, anh hơi rụt rè. Nãy giờ chị thấy anh ngồi là anh bấu tay rồi vậy nè. Trời ơi, người ta đàn ông không có ở một mình mười mấy năm rồi đó em à. Thôi bây giờ thì Tường sẽ dành không gian riêng cho hai anh chị để hai anh chị có thể trò chuyện với nhau. Bây giờ mời hai anh chị sẽ thưởng thức món ăn trưa rất là ngon tại nhà hàng Dậu Hậu Food. Xin mời hai anh chị thưởng thức món ăn rất là ngon của nhà hàng. Há cảo nè, bánh xếp thịt heo chiên, chả giò tôm phô mai, bánh bao sữa heo con và sủi cảo Bắc Kinh.
À, đây là những món ăn theo ẩm thực Trung Hoa rất là hấp dẫn, nhìn rất là bắt mắt. Yeah. Rồi mình tâm sự với nhau ha, ít phút nữa Cát Tường sẽ quay lại. Yeah, tự tin lên anh nha, không có rụt rè anh nha, anh bẻ hồ quẹo hết mấy ngón tay khổ lắm luôn á. Mày á? Dạ. Xin mời anh. Anh nhìn em thấy em là người thế nào? Anh thấy em dễ thương. À. Thế anh thì thực sự ra là anh có tuổi rồi thật đấy, nhưng mà anh cái va chạm này anh rất là ít. Dạ. Rượu thì anh không uống được, bài bạc thì lơ khơ, anh không biết đắn. Dạ. Anh có hút thuốc không? Không hút thuốc. Không. Anh chỉ uống có cà phê bình thường thôi, trà đặc cũng không uống được. Em có nghe anh nói là anh có con rồi. Thì anh... con anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Con anh thì đã lập gia đình mất rồi. Ờ. Con anh sinh năm 96 thì cháu lấy chồng là tháng 3 năm nay. Dạ. Có hay 24 về... tuổi. Là ở Bắc luôn hả anh? Cháu lấy chồng ở Bắc. À, anh có hay lên Sài Gòn không? Có cái đứa em gái này ở Bình Chánh, anh cũng hay lên chơi, thỉnh thoảng anh lên. Dạ. Vì cái nghề anh thì anh làm cái nghề thuốc này thì thật sự anh làm nó lại khác người ta, nó không có như cầu kỳ như người ta. Anh làm thì những cái mấy cái môn chính anh học được thì anh chỉ làm mấy môn, còn những khác anh không làm. Dạ. Chung anh có thường hay đi du lịch không? Anh cũng hay đi du lịch. Đi một mình à? Thường thường là anh đi chẳng hạn có một hai ông bạn ở trên đó. Dạ. Em thì rất là thích đi du lịch nên cũng hay đi lắm. Anh thích bạn của anh ăn mặc như thế nào? Anh thích bạn ăn mặc này nó đẹp đẽ một chút. Hở hang quá được không? Không, và cái gọi là cũng có nhưng bình thường thôi. Tùy hoàn cảnh đúng không? À, gọi là đừng có quá thôi. Còn này nói chung là... Nếu mà anh lấy vợ về mà vợ anh đi chơi với bạn bè á, thì cảm giác của anh thế nào? Nó tùy theo. Ví dụ như là cái công việc gì đó thì nó khác, còn nếu bình thường mà ấy thì đi chơi bạn bè thì cũng không sao cả. Dạ. Nó là cái chỗ là chơi lành mạnh không sao cả. Dạ. Mời anh ăn đi anh. Mời em đi. Dạ. Anh có gì muốn hỏi em đúng không? Thế em có hay về quê? Dạ, thường là một năm Tết em về. Bình thường nếu mà có dịp gì đặc biệt thì em sẽ xin nghỉ về mấy ngày. Anh đi về Bình Định lần nào chưa? Anh thì đúng ra là về đấy chơi thì chưa đi, đi qua thì đường ra Bắc thì phải đi qua. Ngày xưa thì đi cái xe đỏ, nhưng mà có điều là có người thân thì không có. Trời ơi, bẻ đũa không ăn gì hết trơn vậy? Bẻ rồi gãy đũa anh, trời ơi, gãy tay rồi giờ gãy đũa luôn á. Nãy giờ mà hỏi có nói gì tới chuyện hôn nhân rồi gì không vậy? Có quan điểm yêu đương gì không? Cha ra ngoài không chị? Ra ngoài không à hả? Tại vì bây giờ em hỏi anh câu nè, thí dụ mai mốt anh lấy vợ nè, kinh tế trong gia đình ai là người quản lý? Đúng ra thì kinh tế là phải cái người nữ. Chứ còn nếu người nam thì có làm ra đồng tiền nhưng không lên dự. Vậy thì đúng rồi chứ anh còn đúng ra em tưởng thôi anh còn có cái ý sao nữa chứ, thiệt là khổ ghê. Bây giờ Tường mời hai anh chị chúng ta sẽ bóc vài cái lá bài. Trong này có những cái yêu cầu của chương trình, mình đọc lên để mình tìm hiểu nhau kỹ hơn thôi. Đọc lớn lên chị. Theo bạn, chuyện tình dục trong hôn nhân có quan trọng không? Hồi nãy em hỏi anh đó là đó là tình dục mà trước hôn nhân. Thì là bên đây là nói không thích, bên đây thì nói là cũng được. Nhưng mà cái này là tình dục trong hôn nhân, có nghĩa là khi hai người đến với nhau, sống với nhau thì cái chuyện tình dục nó có quan trọng hay không? Theo em nghĩ là có quan trọng chứ. Thứ nhất là không đáp ứng được thì cũng hơi khó. Dạ. Yeah. Ví dụ như là giờ bạn gái anh hay vợ anh là không đồng ý có tình dục trước hôn nhân, thì bây giờ nếu như kết hôn với nhau rồi mình sống với nhau mà tình dục mình không hòa hợp thì lúc đó mình sẽ xử trí như thế nào theo anh? Tại vì anh nói nếu mà nó không hòa hợp thì nó cũng ảnh hưởng. Theo em sẽ tạo hết cái điều kiện để cho được hòa hợp. Dạ. Yeah. Còn em gái, em có suy nghĩ như thế nào? Em thì tại vì em cũng không biết, cho nên theo em nghĩ thì nó cũng không đến nỗi. Em rất hồi hộp với câu trả lời của anh, tại vì anh nói là nó ảnh hưởng. Bây giờ em hỏi rủi lúc đó không phù hợp để anh làm gì, thì anh nói cố tạo mọi điều kiện để hòa hợp. Anh đã nói rất là đúng và anh cũng có cái giải pháp rất là phù hợp. Rồi, hoan nghênh anh nha. Bây giờ mời anh bóc một lá bài của chương trình. Sao ạ? Em nhìn là không được rõ lắm. À vậy hả? Rồi, nói thật điểm bạn không thích ở đối phương vì sao?
Ảnh cũng đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm thì em cũng cứ thẳng thắn. Làm sao mà mình hoàn hảo trong mắt nhau được hết, dạ, đúng không anh? Vâng, vâng. Hiện tại thì em cũng chưa có biết được là ảnh có cái nào em không thích thực sự. Còn nếu mà em, nếu mà cái điểm nào em cũng thấy được thì vậy thì những cái điểm nào của ảnh mà em thích? Em thấy ảnh là có vẻ là chất phác với lại là hiền. Theo em nghĩ là có thể là người đàn ông của gia đình. Có cái là em không thích ở anh là anh thích, em thì em muốn nếu mà lập gia đình thì em vẫn muốn đi làm, nhưng mà anh là hình như có vẻ là anh thích là ở nhà, đúng không, thích vợ anh ở nhà. Tại vì nghĩ rằng là anh thì anh nghĩ mà có con rồi thì sẽ đâu đi làm được. Anh có đảm bảo được kinh tế không? Về cái kinh tế thì khá thì không anh không nói, nhưng mà chắc chắn là sẽ được. Anh có nghĩ là mình sẽ sinh thêm con không? Em cũng nghĩ chứ, mà sinh được một bé là cũng thấy là được lắm rồi. Và em thì đã có gia đình rồi, còn cô chưa có thì nhiều khi thì bắt buộc là phải có một cháu, đúng không? Không có thì cô cũng suy nghĩ. Dạ. Rồi anh một mình anh làm, anh nuôi được ba miệng ăn trong nhà để mà đầy đủ hay không? Cái đó thì em làm được. Nhưng mà em thấy tại vì nhiều khi nhiều người đàn ông á là đưa tiền cho vợ á, không vợ đồng không là tiền á, có vẻ như là coi thường. Không, nó lại khác. Bây giờ như anh thì nó lại khác. Thứ nhất là nhà cửa thì em cũng có cái nhà cấp 4, em lo đầy đủ hết. Dạ. Cái công việc em ổn định, cũng còn một miếng đất ở bên Gia Lai nữa là 20 mét nữa thì cái đó thì em cũng để dành đó thôi. Cái người Bắc thì nó lại hay cái là tính sâu hơn và cái phải có cái dự trữ. Chị nghĩ anh nói như vậy là có nghĩa là anh sẽ được hơn nhiều như vậy. Anh chỉ là khiêm tốn, anh nói như vậy thôi thì em cũng yên tâm. Nhưng thật ra đó là ý tưởng của hai người mới gặp nhau. Còn cái chuyện mình yêu nhau rồi mình còn trao đổi. Có thể là em cũng ở nhà, nhưng mà em sẽ làm thêm cái gì đó lặt vặt kinh doanh ở trong nhà, để mà vừa có thể chăm con, vừa quán xuyến, và cũng có thể tăng được cái doanh thu, cái nguồn kinh tế cho gia đình. Hoặc biết đâu sau đó ở nhà phụ ảnh công việc, hay là mở rộng ra cái việc thăm khám bệnh của ảnh, hay mình bán thuốc men, hay mình phụ ảnh làm những cái thảo dược, biết đâu thì nó cũng là làm việc chứ không có ở không đâu em. Đừng lo ở không nha em nha. Cái chia sẻ thì Tường nghĩ cũng đủ để hai anh chị hiểu nhau rồi. Thế thì bây giờ là cái phút quan trọng nhất, anh chị sẽ đưa ra cái quyết định của mình là có đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nếu thật sự chúng ta thấy đối phương là một nửa mình đang tìm kiếm, mình thấy phù hợp, mình có sự xao xuyến thì chúng ta hãy bấm nút. Còn nếu không thì chúng ta không bấm. Nha, mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm ạ. Sau khi Tường đếm từ 1 đến 3 thì hai anh chị sẽ đưa ra cái quyết định của mình nha. Mời anh chị nắm mắt lại ạ. 1 2 3 Đó, như vậy mới được nha. Làm chị hết hồn nè. Rồi, mời hai anh chị qua đây ạ. Thật sự là Tường thấy hai người hợp với nhau. Và Tường cũng hy vọng rằng là anh chị dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn. Dạ, dạ. Và cũng là một nụ hôn đầu tiên dành cho nhau ạ. Mời anh hãy hôn chị một cái nụ hôn để kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau hôm nay ạ. Ngại gì anh ơi. Đây, xin anh. Trời ơi, anh ráng hôn cái gọng mắt kiến hay sao quý vị. Dạ. Em tên là Ngọc Hiếu, em ở Đồng Nai. Hiện tại năm nay là em 33 tuổi. Công việc chính của em là trồng chuối, với lại chạy xe. Trồng chuối với cái gì ạ? Chạy xe. Chạy xe hả? Là mình chạy xe gì? Xe 4 chỗ, 7 chỗ, xe tải hay gì ạ? Dạ, em lái xe tải. Tải bao nhiêu tấn? Dạ, 1.4 tấn đến 1.9 tấn. Ừ, là mình đi cái này thì cái thời gian làm việc mình sao ạ? Mình công việc tối luôn. Dạ, công việc chính mình sáng thì mình đi tới xưởng đó, mình nhận xe rồi mình bốc vật liệu, xong mình chạy vô vườn chuối. Rồi mình chờ công nhân đóng chuối vô thùng, xong rồi mình chở hàng về xưởng lên công. À, coi như là chạy xe tải này là chở chuối rồi đúng không? Dạ. À, là mình chở chuối thôi. Dạ. Đâu có. Rồi, mình nói một chút điểm mạnh điểm yếu đi Hiếu ơi. Dạ, điểm mạnh của em thì em làm thì công việc thì em luôn phấn đấu. Gì mà em cảm thấy khó quá, mình làm không được thì mình cứ ngày nay không được thì ngày sau. Mình tìm cách để mình phấn đấu lên. Còn điểm yếu của em dễ xúc động lắm. Ừ.
Dạ. Rồi được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em được có một hai mối tình. Nhưng mà Chia người sẻ ra đi. dạ người đầu tiên thì nói chung là cũng quen được có mấy hôm mà cảm thấy không hợp. Rồi sau này em đi nghĩa vụ quân sự ở ngoài đảo. Rồi em về, em đi được mấy năm em về, thì em có vô công ty em làm được thời gian thì em có quen một bạn nữ này, thì hai người tìm hiểu nhau cũng được khoảng gần năm á, thì dẫn đến hôn nhân. Thì người đó thì cũng đã có gia đình rồi nhưng mà có hai đời chồng. Mới đầu tiên á thì em chỉ biết là có một đứa con trai thôi, 1 tuổi. Thì có tìm hiểu xong rồi hai người dẫn đến hôn nhân, rồi lấy nhau được khoảng 1 năm. Năm thì có em bé. Thì sau này cái khoảng sau này sanh xong rồi em mới biết là người đó còn hai người con trai nữa, hai người con trai lớn nữa. Em cũng sau này em mới biết thì em cũng không nói gì hết á. Em bảo thì người ta quý em thì con nít mà, người ta quý mình thì mình thương chứ không có gì hết á, thì nó cũng đâu có tội tình gì đâu. Rồi bắt đầu là sau này cái hai vợ chồng em cứ làm rồi phấn đấu với nhau, rồi mua được miếng đất, xây được cái nhà. Sau này Là em từng ly hôn rồi. Rồi con bây giờ là mấy đứa ở ở với ai? dạ hiện tại thì em có 2 cháu, một cháu 9 tuổi và một cháu 3 tuổi. Thì mẹ nó bỏ đi lúc nói chung là cũng gần được 4 tháng, còn mấy ngày là được 4 tháng. Rồi ly hôn đồ làm sao? Dạ, là ly hôn xong thì vợ em bảo là tài sản là của tao. Thì đó của tao tao lấy. Thì em mới bảo là bây giờ con á thì là em nuôi. Tại vì khi mà em biết được ra cái sự việc á thì em không cho quyền nuôi con. Bắt đầu em mới ly hôn, em lên trên tòa em làm đơn em ly hôn. Thì tài sản thì qua ngày hôm sau á, em mới kêu người vô bán, thì người ta vô thì người ta trả có một giá, một là em bán luôn, là em cho hết, bán hết nhà em cho, xong rồi xe thì em cũng cho luôn, ba bố con em đi, em xuống em mướn nhà trọ em ở. Cái lúc mà tại vì cái đứa con lớn của em á biết được mẹ nó như vậy á, thì có gọi điện cho em, xong rồi em về thì nó mới kể cho em nghe, thì mẹ nó đánh nó. Tại vì nó mới còn bé quá mà để cho nó nhìn thấy. Sau này Rồi. Ok, bây giờ mình muốn tìm một người như thế nào ha Hiếu ơi? dạ cũng biết đồng cảm với em á, về nói chung là công việc thì phụ em chăm sóc hở con rồi thôi, còn nói chung là tài chính hay là gì em lo được hết á. Rồi, tài chính của mình thì hiện tại sao ạ? Thì lúc mà em bán nhà tài sản đi hết rồi, ba bố con em đi, thì trong túi thì còn được có 370.000 nè. Em đi mướn nhà trọ em ở. Em ở thì em có đi em làm bên xưởng, có mối quan hệ rồi xưởng nó thấy hoàn cảnh em vậy rồi mấy anh em giúp đỡ cho em mua được cái xe tải có mấy chục triệu à. Thì em làm được mấy tháng em trả được hết, coi như cái xe tải đó là của em. Sau này em mới cái chuối, hiện tại bây giờ chuối xuất khẩu thì nó có giá, nên mấy anh em bảo khuyên em thôi giờ trồng chuối đi. Cái em mới làm liều em bán cái xe đó đi, em đi thuê một mảnh đất. Hiện tại giờ em đang trồng là 2 hecta chuối. Em bán đi, em vừa trồng rồi em vừa chạy thuê cho xưởng. Rồi. Nào một Nhưng mà cái ngày thu nào. nhập thì mỗi tháng nó bao nhiêu em? Ổn định không? Nó ổn định nhưng mà nói chung là có tháng thì em cũng
10 triệu có tháng, hơn 10 triệu. Làm thì nó hơi Ok. vất vả, nếu Rồi bây giờ cái người phụ nữ này ly hôn, bây giờ bạn gái này ly hôn đang nuôi con được không? dạ. Mình tìm người bạn gái như thế nào? Thì em cũng muốn là người có một người bạn gái đồng biết chia sẻ với mình, rồi biết chăm lo yêu thương con nít vậy, về hai vợ chồng rồi làm từ từ sẽ có. Rồi, thôi được rồi, nếu được chọn á, thì chương trình mình sẽ liên lạc lại nè, rồi trao đổi thêm với Hiếu nha, về những cái phần khác nữa nếu cần ha. Dạ. Rồi, cảm ơn Hiếu nhiều nha. Rồi. Dạ. Cảm ơn chương Rồi trình. phần casting bạn xong rồi đó, cảm ơn bạn. Dạ, cảm ơn chương trình. My nó có vô không? Ủa không hả? Rồi ok, để chị hỏi luôn ha. Rồi xin chào bạn nha. Đầu tiên xin mời mình giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình nha. Mình tên là họ tên là Bùi Quốc Thắng, sinh ngày 14 tháng 2 năm 1979. Rồi Hiện tại công việc mình là sống gì ở anh? Hóc Môn. Công việc Hả? anh là gì? Hả? Anh làm công việc gì ạ? Ở nhà mở tiệm rửa xe. Rồi, ok, anh nói một chút điểm mạnh, điểm yếu của anh đi. Nói chung thì sống gì cũng như hòa đồng với bạn bè anh em. Thì Ca hát tính đồ được tình không? hơi nóng tính. Gì nữa? Nói chung thì về gia đình thì nói chung hiện tại là sống một mình, đã ly hôn, À, mấy đứa con? có ba đứa mà mất hết một đứa cách đây 6 7 7 năm bị tai nạn, giờ còn một người con trai và một người con gái, mà hai người con thì đi làm hết, Anh đi sao mà làm ly dị? là giờ coi như là sống một mình. Làm Hai đứa sao mà con ly dị anh? ở với chồng bà nội từ nhỏ, hai vợ chồng ly hôn cho nên là con cái thì ở trong gia đình bà nội nuôi, thì bà nội nuôi bây giờ là tụi nó lớn, bà nội mới mất năm rồi, thì tụi nó về nó ở với bà nội, nó kêu con ở trong nhà tổ con hương hỏa cho hương nhang cho bà nội, rồi mình thì riêng sống một mình. Rồi, rồi anh nói nè, cái lý do ly hôn của mình hồi trước là lý do gì ạ? Nói chung giờ nếu mà nói ly hôn thật sự là nếu mà mình nói về một phía mà nó xấu về 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 một người nữ thì cũng không nên nói, mà nhưng mà vì người nữ này là có một cái đam mê là nói chung là về cờ bạc, cho nên mình không thể nào mình chấp nhận được, và có cái tính ăn nhanh cho nên mình không thể, mà vì mình nghĩ một người đàn ông mà đã làm cực khổ rồi mà về gặp vợ mà còn lăng nhăng cờ bạc rồi chơi trai gái thì nói chung nghe bạn bè nói nhưng mà mình không tin, nhưng mà khi mình phát hiện ra được thì mình kêu là thôi chấp chấp dứt. Rồi, ok, bây giờ anh muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Một người phụ nữ nói chung là bằng tuổi hoặc là nhỏ hơn tuổi hoặc là lớn hơn 1 2 tuổi, chứ đừng có mà nhỏ quá, nhỏ quá thì xuyên hôn rất là ngại, tại vì con trai năm nay nói mà nếu mà còn con trai lớn mà còn năm nay nó tới 25 tuổi rồi, mà giờ nếu mình lấy quen mà nhỏ quá thì nó ngại lắm, mình không thể nào. Rồi quê quán tuổi tác rồi rồi cô đó làm nghề gì, anh thích người như thế nào? Nói chung là người phụ nữ của Việt Nam mình truyền thống đi để dễ, không cần đừng có xe xua, nói chung là cũng hiện đại cũng được không thành vấn đề, nhưng mà đừng có là nó quá luôn. Rồi cái cô đó là bây giờ là anh là có nhà cửa rồi chưa? Anh là có nhà riêng rồi, Có hiện nhà tại anh riêng. có nhà riêng mới cách năm rồi, anh cách được đúng 1 năm đó, cách được đúng 3 tháng nào bà già mất, nên bà già bảo kêu là con mày nó hương hỏa cho tao, thì mày đáng ra mình là con trai út mình phải vô nhà tổ mình ở mình lo, nhưng mà giờ mình không phải lo đó, con nó cứ kêu ba cứ ra mồ mả ba chăm sóc mà dễ dỗ bà nội dặn ba, còn nhà cửa thì để trong này tụi con ở, còn ba cứ ở mình đi. Anh cũng cất căn nhà năm rồi, thì nói chung cuộc sống thì nhà cửa là có riêng rồi, có nhà riêng rồi chứ không có là nói chung nữa.
Rồi. ba má rồi, ba má mình lớn tuổi rồi, tại vì Ừ. nay cũng mấy tuổi thì nói chung ba má chắc đâu còn nhỏ được. Nhà rất đông anh em nha, Ừ. nhà là 11 người con á, mình là con Dạ. trai út, Ừ. nhưng mà được cái là anh Rồi em bây giờ nếu vậy cô này bây giờ cổ ly dị cổ nuôi con được không anh? Cổ cũng ly dị như anh vậy đó, hoàn cảnh luôn ly hôn vậy đó, có con riêng, có con thì được không? nhưng mà người trong thành phố hay tỉnh á, Anh thích ở đâu? nói chung trong thành phố mình đi hẹn hò nó dễ, chứ còn nói khi muốn lần về thì ví dụ như giới thiệu một người ở tới Cà Mau, trời ơi chắc xa quá. Đúng rồi, nhưng mà ý anh là anh không ngại chuyện người ta đang nuôi con đúng không, tại mình cũng lộ đổ vỡ mà. Ừ Tại vì bây giờ ai cũng có một cái quá khứ, mình không đúng có nên rồi, đi làm mình khó rồi khăn. ok. Dạ rồi anh ca hát gì được không anh Thắng, Sao chứ? anh có biết ca hát gì không? Nói chung nhà thì cách nhà tivi đầu đĩa máy hát cái gì cũng có đầy đủ, nhưng mà hôm nào mà có bạn bè thì giỗ tỏ giỗ ông bà hay là anh em mình chia tới nhà chơi thì mở ca chơi và vậy thôi, chứ còn cũng không có dạy như gây hàng xóm. Mình sống cái cuộc sống là khép kín lắm, cứ sáng công việc xong thì về nhà, công việc xong thì vậy thôi. Nhưng mà giờ mình cũng mới về 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 coi như là mình được về hưu rồi đó, là nhà là mình sửa nhà xong rồi mình xây nhà mình ở, còn canh mình tính là mình mở tiền mình làm nên lượng lắm, mà một mình nhắm mình làm không nổi nên mình không dám làm. Tại vì bây giờ kia nếu mày thích thì mày cứ mở một cái tiệm mà rửa xe lớn, hay là mày buôn mở quán ăn gì nhỏ nhỏ, mày học rồi về nấu nướng, hoặc kiếm người nào về hai người nấu nướng buôn bán, cái mình nhà xong cái mình thấy có người có đứa gần ở xóm nó ra nó hỏi mướn nhà, thế nó cho nó mướn lấy tiền nó sống, rồi mình ở nhà sau, còn nhà trên cho mướn, coi như nhà hai gian, một căn ở trên căn dưới, có đường đi riêng biệt cũng mới chung hai hết. Rồi, ok anh. Rồi, chắc là được rồi đó. Nếu mà được chọn á thì chắc là mình sắp xếp mình đi được đúng không? Ví dụ Đi như là họ thì chương trình cho biết là có lên tivi không, ngại ngại lên tivi quá. trời ơi ngại tivi là khỏi cát ông ơi, nãy giờ ông cát tôi cát cho ông tốn thời gian, mình không lên tivi thì mình khỏi cần cát tin gì trơn á, anh đó anh Vậy tự hả? tìm, còn mình lên chương trình thì chương trình mới tìm cho anh cái người để mà lên đó, anh có một cơ hội mình phải đánh đổi chứ trời ơi. À được, tại có Giờ sao anh có tham gia được không, anh tham gia được không? Không tụi em loại hồ sơ bỏ luôn. cái đó, nếu mà tham gia về khoảng thời gian bao lâu á người đẹp? Ví dụ bây giờ ngày 26 tây tháng 9 này là có cái lịch quay nè, đó khoảng 10 ngày nữa đó, thì anh có sắp xếp đi được không? Có bạn gái phù hợp lên thì mình có cơ hội. Còn Mà mình muốn có bạn gái mình để không qua song bên pha sao được. chỗ đó sao Đi quay thì đi quay ở quận 7. con bảy nó đường gì á? Khu chế xuất Tân Thuận, khi nào anh đi thì trời anh ở Sài Gòn mà, anh Hóc Môn đúng không? À đúng rồi. Anh ở Hóc Môn thì nó nằm trong Sài Gòn, quận 7 là trong Sài Gòn thôi, thì khi nào mà anh ok chốt rồi này kia xong xuôi tụi em sẽ gửi địa chỉ cho anh đi. Rồi Mà ok. bây giờ vấn đề là anh có quyết tâm để anh đi kiếm bạn gái không hay là sợ này sợ kia thì thôi ở nhà Phải luôn đi. kiếm chứ. Phải kiếm chứ sao dở được, cái này mình muốn thì Mình lên biết đó, mục đích của mình kiếm bạn sao gái thì mình lên tới mình kiếm bạn gái thôi nha. đây muốn kiếm trong thời gian để nó dán dán chút, tại vì bà già mới mất năm rồi á nên mình chưa thể nào cưới trong năm nay được. Thì bây giờ anh phải tìm hiểu thì năm sau năm tới nữa anh mới cưới, còn bây giờ anh không tìm hiểu lấy đâu ra đúng không? Cưới thì trong năm nay thì bà già Không ai năm kêu anh cưới sớm đâu, mấy cô gái người ta cũng sợ lắm, người ta cũng muốn tìm hiểu chứ, anh bây giờ anh phải tìm hiểu, bây giờ đâu có kêu anh cưới liền đâu, nhưng mà ok bây giờ anh phải có người để anh tìm hiểu thì sang năm anh mới cưới được, ví dụ vậy đúng không? ok Ừ nha, rồi chuẩn bị cho em đi 26 27 gì đó thì chương trình sẽ liên lạc lại hướng dẫn cho anh thêm nha anh Thắng nha. rồi Nha. dạ em tên là Đào Minh Tùng, em sinh năm 1997 ạ. Hùng hả em? Dạ Tùng ạ. Tùng hả? Sinh năm Dạ. 97 trẻ quá vậy Tùng, rồi chừng nào định lấy vợ đây? Dạ. Em muốn kết đôi với Nam đó chị. À, vậy thì chắc là cái hồ sơ này mình rồi. Ok, em là top hay là bot? Dạ em làm bot. Ừ. Ok, tại vì bên chương trình bạn muốn hẹn hò thì mình không có ghép đôi cho các bạn LGBT, cho nên là chắc là bên chị sẽ chuyển cái hồ sơ của em qua chương trình hẹn ăn trưa. Em biết chương trình đó không? Dạ em không có tìm hiểu nữa.
tại em bạn em chỉ em có chương trình này nhé. À thôi vậy đi ha, tại vì ok tại cái chương trình mình họ không có ghép đôi cho các bạn bên đó, nên là chị sẽ chuyển hồ sơ của em qua bên đó rồi sản xuất gửi cái này qua bên cho hẹn ăn trưa giùm chị để mà gọi bạn Tùng đi cáp bên đó giùm chị nha. Ừ nha nha Tùng nha. Ừ cáp bên kia thì mình mới mới có các bạn tốt để mà ghép đôi cho em được, còn bên này mình không có ha. Rồi xin lỗi Tùng nha, rồi em chắc anh chờ cái thông tin của bên chương trình đó giùm chị ha. Dạ, em cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Ừ. Em chuyển cái này qua bên hẹn trưa giùm chị nha. Ừ. Ok. Nghe rõ. Mà sao mà bên bên kia không thấy bên kia nhỉ? Đúng rồi, chứ còn muốn thấy tụi tôi làm chi? Bây giờ mình chỉnh cái camera lại cho chị đàng hoàng nè, tại vì tụi chị